kính mời quý vị cùng nghe truyện nhắc lại chuyện diệt cộng bảy Lốt thời tết mậu thân 1968 của tác giả phạm thắng vũ bảy Lốt tên thật là nguyễn văn lém sinh năm 1932 và bị bắn chết ngày 2 tháng 2 1968 trên đường Lý Thái Tổ, gần ngã bảy Sài Gòn. Bảy lốp còn có tên khác là Lớp, Lớp. Vợ của Nguyễn Văn Lém là Nguyễn Thị Lốp. Trước đó tại mặt trận vợ lớn thì bảy lốp cấp bậc đại quý đã giết rất nhiều thường dân và cả một gia đình một trung tá thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa tên Nguyễn Tuấn. Khi bị bắt và bị giải đến trước mặt tướng Nguyễn Ngọc Loan bảy lốp mặc quần cục áo ngắn tay hai tay bị trói về phía sau và vì được nghe cấp dưới báo cáo về hành động giết người của bảy lốp nên ông đã hành quyết bảy lốp ngay tại chỗ sau ngày 30 tháng 4 1975 thì nhà nước Cộng sản Việt Nam có chiếu cố đến gia đình Bảy Lốp bằng cách cấp cho một căn nhà tại vùng giảng dân Lê Minh Xuân dùng giảng dân khác với dùng kinh tế mới ở chỗ. Nó nằm gần Sài Gòn và được chính quyền giúp đỡ tối đa. Cấp phát lương thực để ăn, có nhà sẵn, chỉ việc đến ở, dù chỉ là nhà lợp lá, trên nền đất vừa mới đắp tạm bợ ở vùng quang, đầy cỏ năng, cỏ lát. Có trường học, trường cấp 1 thôi, và có công chánh làm đường đi, trải đá đàng hoàng trong khi dùng kinh tế mới ở trên các khu vực rừng núi gần với căn cứ cũ của cái gọi là mặt trận giải phóng trước đây, như dùng rừng lá, giỏ đắc, sông bé, vĩnh cửu, xây đập thủy điện trị an sau này, bến cát, dân dân, và người sống ở trên đó hầu hết là dân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, như gia đình binh sĩ quân đội gia đình tư sản, sĩ quan bị tịch thu tài sản. Họ phải tự mình làm lấy nhà ở và trên lý thuyết nói nhà nước sẽ giúp các phương tiện làm ăn như cấp phát, cuốc, sẻn, giao rừng. Nhưng trong thực tế thì người dân phải bỏ tiền túi để mua lấy. Còn lương thực cũng lý thuyết sẽ cung cấp cho 6 tháng đủ để kịp lúc thu hoạch được khoai mì, khoai lang, lúa ngắn ngày, bắp, dân dân. Nhưng hầu như chỉ có được một hai tháng đầu thôi. Có nơi thì hoàn toàn không có chút giúp đỡ lương thực gì, mà chỉ một lời nói. Nhà nước còn nghèo, xin nhân dân ráng khắc phục. Đó là lý do khiến dân ở vùng kinh tế mới phải quay trở về lại Sài Gòn trở lại chuyện vợ bảy lốp thì sau khi ở trên vùng giảng dân Lê Minh Xuân một thời gian không biết do đâu mà một phóng viên báo tuổi trẻ tìm đến để phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lốp về cuộc sống gia đình sau khi chồng chết. Diệt cộng gọi là hy sinh. Nói dòng do một hồi thì tự dưng bà Lốp cho biết ước ao của bà là được quay trở về cuộc sống trước ngày giải phóng như vậy là bà này nói thật và chuyện về chồng mình thì bà thêm ông ấy làm gì tôi cũng chẳng biết chỉ biết là ông ấy đi với mấy ổng khi đó rồi sau đó nghe nói hy sinh xác ổng thì không biết nằm ở đâu nữa vợ bảy lốp cũng ngỏ ý để cho bà ta yên, vì thực sự bà cũng muốn quên chuyện đó rồi. Cái lo chính bây giờ là miếng cơm hàng ngày. Vụ xác chết của bảy lốp thì bà vợ nói thật, dù sau này nhà nước Cộng sản Việt Nam có làm một ngôi mộ đề tên Nguyễn Văn Lém, bí danh bảy lốp rõ ràng. Nhưng ai biết chuyện cũng bảo mộ đó là giả vì không có xác ở dưới. Vì sao? Xác người chết trong dịp Tết Mậu Thân 1968 rất nhiều, nhất là ở Cô Đô Huế. Rồi vì lý do vệ sinh thì chính quyền Đô Thành Sài Gòn đã quy động các phương tiện, gồm các xác chết vô thừa nhận như xác của dân lành, của diệt cộng lại rồi đem chôn tập thể. Một trong các ngôi mộ lớn nhất nằm ngoài dòng rào phi trường Tân Sơn Nhất giữa bà quẹo và hãng dịch giải thắng lợi ngày nay. Chỗ này nguyên là một hố bom, khi đó được nha vệ sinh đô thành cho đào sâu thêm, rộng hơn và rồi đổ các xác chết xuống mà chôn. Có phần chắc xác bảy lốp cũng nằm trong số này. Sau ngày 30 tháng 4 1975, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam biết đây là nấm mồ tập thể và lúc đầu họ đã cho làm một cái quốc quy bằng xi măng to đùng ở trên rồi cuối cùng thì lại đập bỏ cái quốc quy đó đi và biến nó thành một nghĩa trang liệt sĩ như hiện thời. Tết Mậu Thân 1968 gắn liền với hai đợt tổng công kích của Việt Cộng vào các đô tỉnh thị miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, 44 tỉnh. Miền Bắc muốn gây một tiếng gian lớn với chính quyền Mỹ. Mặt trận giải phóng thì cứ nghĩ khi vào các thành phố, người dân sẽ ủng hộ. Nhưng thật trái ngược những gì họ suy đoán. Người dân có bỏ chạy thật, nhưng họ lại chạy về phía có lính Việt Nam Cộng Hòa. Hình ảnh này đã được gặp lại trong các tháng 3, 4 của năm 1975. Tại sao có vụ Tết Mậu Thân 1968? Người ta nói chính quyền Cộng sản miền Bắc muốn gây tiếng gian với thế giới và đồng thời trong thâm tâm của những lãnh tụ Hà Nội muốn nhân cơ hội này để chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và cả quân đội Hoa Kỳ cộng với đồng minh sẽ giúp họ xóa sổ các cán binh miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 khi xưa. Có một chuyện ít người biết là vợ chồng bảy lốp có đứa con gái thứ hai và cô này, này cũng đã cỡ tuổi bà lão, cũng tên là Nguyễn Ngọc Loan. Hiện là chủ tiệm tạp quá tại đường Âu Cơ, quận Tân Phú, Sài Gòn một sự trùng hợp không ai có thể ngờ tới nổi, có lẽ là định mệnh. Bà Nguyễn Thị Lớp còn tâm sự rằng, thời đó, trước 30 tháng 4 1975, tùy vậy mà cuộc sống thấy dễ chịu hơn thời nay. Bỏ qua chuyện chính trị, hầu như người từng sống trong xã hội thời đó, Việt Nam Cộng Hòa, đều chung một nhận xét y như vợ của bảy lớp khi so sánh với đời sống của thời bây giờ. Bà Nguyễn Thị Lốp đã chết năm 2011. Tuy nhà nước Cộng sản Việt Nam công nhận Nguyễn Văn Lém là bảy lốp là liệt sĩ vì đã bị giết chết bởi tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Loan. Nhưng một số cán bộ Việt Cộng khác lại bảo người đó chính là lê công nà bí danh là bảy nà một chính trị viên việt cộng trong số cán bộ này có anh lê công tứ là anh ruột của lê công nà xác nhận người bị bắn chết đó là anh trai mình vì hai anh em rất giống nhau dù vậy tuyên giáo nhà nước cộng sản việt nam vẫn chưa xác định danh tính thật của người bị tướng nguyễn ngọc loan bắn chết dù họ đã công nhận Nguyễn Văn Lém, Lê Công Nà là liệt sĩ và đều được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vì đã chết trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Đến khổ với đám gọi là liệt sĩ diệt cộng. Dụ tấm hình tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn gã đặc công bảy lớp này, truyền thông Hoa Kỳ bây giờ gần như đã hiểu sự thật khác với những gì tuyên truyền của phía tuyên giáo nhà nước cộng sản việt nam cũng như báo chí phe phản chiến hoa kỳ vào thời đó việt cộng thì nói phía việt nam cộng hòa tàn sát dân lành vô tội vì trong hình gã bảy lớp mặc thường phục đám phản chiến mỹ thì nói vũ khí hoa kỳ đổ vào trợ giúp cho Việt Nam Cộng Hòa, chỉ giúp cho lính Việt Nam Cộng Hòa tàn sát dân lành. Việc dính líu của chính quyền Mỹ vào Việt Nam Cộng Hòa là không có chính nghĩa. Và Eddie Adam, người chụp tấm hình, đã viết trong tạp chí Time về tướng Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh của ông. Viên tướng giết người tù binh Việt Cộng, còn tôi giết viên tướng này bằng mấy ảnh của tôi hình ảnh là thứ vũ khí mạnh nhất thế giới người ta tin vào hình ảnh nhưng hình ảnh cũng có thể nói dối cho dù không cố ý lừa dối hình ảnh chỉ là một nửa sự thật điều mà bức ảnh đã không nói lên là liệu bạn sẽ làm gì nếu bạn là ông tướng vào lúc đó tại nơi đó trong cái ngày chiến tranh nóng bỏng ấy và tóm được một kẻ bị xem là khốn kiếp sau khi hắn vừa mới bắn tan xác một hai hoặc ba người lính mỹ làm sao bạn biết được nếu chính là bạn bạn sẽ không làm vậy ông eddie adam hỏi thêm cùng lúc eddie adam chụp tấm hình này có một phóng viên đài abc của úc là neil david có mặt tại chỗ và cũng quay phim rất rõ ràng tướng Nguyễn Ngọc Loan cầm khăn lao mặt, giãy tay kêu các tùy tùng tránh ra. Đi đến bên bảy lốp, không nói một lời, ông quăng điếu thuốc và móc khẩu súng lục B-38 ra. Ông ta lấy tư thế của một xạ thủ, cánh tay phải dơ thẳng và ở khoảng cách có lẽ một mét bắn vào thái dương của người tù binh này. Sau này, Neil David tường thuật lại trong cuốn In the Frontline rằng tướng Nguyễn Ngọc Loan hôm đó nghe tin người bạn đồng nghiệp cảnh sát và cả gia đình ông này, trong đó có hai đứa bé con đỡ đầu của tướng Nguyễn Ngọc Loan bị đặt công việc cộng giết chết vài giờ trước đó. Khi nghe có tù binh bị bắt gần khu vực nhà người bạn bị giết này, ông tướng không chịu nổi nên quyết định xử bắn tại chỗ. Cũng trong cuốn In the Frontline, Neil David nhận định rằng người đặc công mặc áo dân sự, tức không phải quân nhân đối phương như đã quy định trong quy ước Geneva về luật tù binh. Vì thế tướng Loan xếp vào loại phiến loạn để xử bắn trong thời gian thiết quân luật cũng không có gì quá đáng. Khi tấm hình này được báo chí các nước khác, ngoài Mỹ cũng trong thế giới cộng sản đăng lại với các chú thích bất lợi cho tướng Nguyễn Ngọc Loan cùng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì Eddie Adam gần như yên lặng. Giải Pulitzer năm 1969 đã làm ông mờ mắt. Tuy có lúc ông tỏ ra ấy nấy vì hậu quả của tấm hình mà ông cho là chỉ có một nửa sự thật. Gần cuối đời, ông ta đã xin lỗi tướng Nguyễn Ngọc Loan và đã loại bỏ tấm hình này khỏi bộ sưu tập 500 tấm hình của ông. Riêng cá nhân tướng Nguyễn Ngọc Loan thì với bản tánh ngang tàn, kiêu hãnh, quân tử Tàu, cho mình là làm chuyện phải, giữ trị an, bắn chết đặc công bảy lốt, vì tội đã thảm sát nguyên một gia đình tám người thì cần gì phải thanh minh về phía chính quyền việt nam cộng hòa khi đó thì giới truyền thông thay vì ủng hộ chính phủ thì hầu như không có tờ báo nào làm các phóng sự để minh quan cho cá nhân tướng nguyễn ngọc loan và chính quyền cộng với các đấu đá phe phái tướng nguyễn ngọc loan thuộc phe ông Nguyễn Cao Kỳ, mà chính phủ có mang tiếng để quân đội tàn sát dân lành vô tội ngay trên đường phố. Chính phủ do ông Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo, nên cứ để sự việc diễn giải tấm hình nó muốn ra sao thì ra. Những năm đầu di tản, sau 30 tháng 4 1975, một số chính khách Mỹ còn áp lực với chính phủ Hoa Kỳ để định trục xuất tướng Nguyễn Ngọc Loan ra khỏi nước Mỹ, nhưng bất thành vì các can thiệp cũng của chính giới Hoa Kỳ dành cho ông. Tiệm ăn của ông bà Nguyễn Ngọc Loan từng có một gã Mỹ nào đó viết câu I know who are you. Tôi biết ông là ai ở phòng vệ sinh. Giờ thì chuyện tấm hình năm xưa Hầu như ai cũng hiểu sự thật tại sao tướng Nguyễn Ngọc Loan phải bắn gã Bảy Lốt. Hiểu ra rồi thì có một số hình ảnh người dân Mỹ chụp mới, mô phỏng hình ảnh ông tướng cộng với Bảy Lốt năm xưa và kèm ghi chú trong hình. Sao không có thằng nhà báo nào đưa tao ra tòa về tội bắn mày vậy? Tướng Nguyễn Ngọc Loan qua đời ngày 14 tháng 7, năm 1998 tại Burk, Virginia, Hoa Kỳ vì bệnh ung thư thọ 68 tuổi. Hàng năm cảnh sát của bất cứ quốc gia nào cũng đều phải dí súng vào đầu mấy gã tội phạm giết người vô tội, giống như gã đặc công bảy lốt và đoàn đoàn. Đó là hình ảnh thời bình, còn thời bảy lốt là thời đang chiến tranh. Tết Mậu Thân năm 1968, nó phải khác chứ. Ta thấy trong các trận giao tranh, không lẽ trước khi bóp cò, dí súng vào gã đối phương vừa kết liễu đồng đội mình, thì lại phải nghĩ gã này đang có một mái ấm gia đình, mình bắn nó thì người ta sẽ kết án, này nọ sao? Vậy mà, cứ hàng năm thì nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn thỉnh thoảng đem tấm hình này ra để xào nấu lại một món ăn đã cũ. Kính thưa quý vị, truyện nhắc lại chuyện diệt cộng bảy lốp thời Tết Mậu Thân 1968 đến đây là hết. Xin cảm ơn tác giả Phạm Thắng Vũ và quý vị đã cùng vào nghe. Xin hẹn gặp lại.